Hello mọi người, hôm nay Hữu xuống xưởng và review cho anh em phòng demo. Và cũng xin thông báo luôn anh em, tới đây thì Hữu sẽ thông báo cái địa chỉ của cái phòng demo này ở xưởng luôn. Và cái phòng demo này là ngoài cái chức năng mà bên Hữu test tất cả những cái sản phẩm của anh khách, các khách hàng đặt cũng như là các sản phẩm DP vừa được bên Hữu, thì Hữu cũng xin thông báo luôn, đây chính là showroom bán hàng tại xưởng của Hữu nha. Và tới đây này thì khi mà những mẫu nào hot, đẹp, thành phẩm, kể cả là linh kiện thiết bị, cho mọi người xem đây, có đầy đủ cả linh kiện thiết bị nha mọi người, bát chép rồi phân tần đầy đủ hết. Tức là khi tất cả anh em mà tới với xưởng của Hữu, chúng ta có thể mua vỏ, mua phân tần, mua bát chép, rồi mua com lê thành phẩm, cũng như là mua tất cả những dòng loa thành phẩm, thì Hữu sẽ mời anh em tới đây trải nghiệm nha. Và cũng xin thông báo luôn với anh em cái địa chỉ xưởng và địa chỉ phòng demo của Hữu, ở địa chỉ là 293 đường Nguyễn Thị Tọn, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Và như chúng ta có thể biết ở đây rồi này, thì tới đây là cái hàng này Hữu này ráp thành phẩm đây mọi người, lần lượt ráp luôn. Đây là loa kéo 2 bát tủ đứng, 2 bát 40 đứng. Đây là mẫu vỏ loa mà sẽ lắp, đấy là loa full 40. Và full 40 này có chức năng là vừa làm full vừa làm monitor nha mọi người. Rồi bên này là full 30. Còn đây là dòng loa cao cấp, trong một video vừa rồi Hữu có review á. Đây là dòng loa full XP Pro, và ván của nó là ván bạch dương. XP Pro có hai mẫu loa full, đấy là một mẫu full 40, mẫu full 30, và Hữu đang ra tiếp hai mẫu cho karaoke gia đình nha mọi người. Đây là cái phân khúc mà hôm vừa rồi anh em biết là Hữu đã review là sẽ lắp cho dòng karaoke và sự kiện cao cấp IP Pro, và có hai mẫu là ra cho gia đình. Bên này chúng ta có thể biết rất nhiều anh em quan tâm, đây là cái dòng đây là loa full đôi 40 đây mọi người. Và full đôi 40 bên Hữu có bán vỏ cho anh em, dòng Paxi, tức là về bán vỏ chúng ta lắp vào, chúng ta ghép với cùng để công suất, và bán luôn cho anh em. Đấy là dòng thành phẩm Acti, tức là liền công suất mọi người. Và đây chính là dòng full đôi liền công suất XP Pro của Hữu nhá. Rồi giới thiệu anh em bên này, thì đây là những cái mà tới đây Hữu sẽ lắp tiếp. Nhờ cái mẫu này anh em quen thuộc rồi, đây là mẫu súc 40 XP Pro và ván bạch dương sơn cao cấp của Hữu. Bên này là giới thiệu cái mẫu mới này cho anh em. Thì hôm nay Hữu giới thiệu sơ qua thôi. Đây chính là mẫu loa full 50 liền công suất nha mọi người. Và tới đây thì Hữu sẽ lắp thành phẩm và review, mời anh em tới xưởng trải nghiệm chất âm, mua loa tại xưởng luôn. Và nhớ là liên lạc với Hữu nhé. Còn bây giờ thì Hữu sẽ đi ra ngoài xưởng và làm cho anh em một đoạn video. Bởi vì trong thời gian vừa rồi có rất nhiều anh em bạn bè cũng như đối tác gọi về cho Hữu, tức là đặt cái vỏ loa kéo. Nhưng có rất nhiều cái câu hỏi được họ đưa ra, đấy là tại sao mà bên kia thì giá này, bên này giá này. Thì Hữu sẽ làm cho mọi người để phân biệt một cái vỏ loa kéo nhá. Thứ nhất là sau khi mà Hữu có nói với mọi người là kiểm tra lại cái vỏ thùng loa bên đơn vị mà thấp hơn bên Hữu ở ngoài miền Bắc hoặc là miền Trung, là nó là ván gì, ván oval hay là ván ép, rồi các bước xử lý thế nào, rồi nước sơn thế nào, đặc biệt là cấu trúc thùng nha mọi người. Thì Hữu bây giờ sẽ ra xưởng, ngoài kia chỗ anh em công nhân đang ghép vỏ thùng, và sẽ làm cho anh em một đoạn video để chúng ta biết được là giá thành sản phẩm được cấu tạo lên từ những cái gì, và chúng ta so sánh giá, chúng ta có nên so sánh giá hay không, hay là chúng ta sẽ so sánh chất lượng nhé. Và cũng xin lưu ý với anh em là cái phòng demo cũng như showroom bán hàng của Hữu ở trong xưởng này là có diện tích rơi vào cỡ khoảng là 170m² đây mọi người. Tức chiều ngang của nó rơi vào khoảng 12m và chiều dài của nó là rơi vào khoảng là 15m nhé. Thì tới đây mà khi anh em tới đây để trải nghiệm những sản phẩm mới, có nhu cầu trải nghiệm để mua những sản phẩm mới, thì thứ nhất là Hữu có thể test ở trong là chúng ta những cái dàn sân khấu sự kiện lớn, hoặc là full đôi này, rồi full 40 này, súp hơi, thì chúng ta sẽ ra cái sân mà rộng cỡ khoảng 2000m² ở Hữu phía trước nhá. Ngay phía trước này luôn mà Hữu hay làm review các cái sản phẩm này mọi người, thì chúng ta test. Như vậy là anh em chúng ta sẽ có không gian test, thứ nhất là trong phòng rộng gần 170m² này, thứ hai nữa là một cái sân gần 2000m² ngoài kia chúng ta test nhé. Thì anh em an tâm về cái cơ sở hạ tầng của Hữu để chúng ta trải nghiệm. Hôm vừa rồi là có rất nhiều đối tác anh em từ miền Trung, Nghệ An, Quảng Ngãi và ngoài Bắc gọi vào, thì có những cái thắc mắc về giá thành sản phẩm. Thì nhân tiện đây Hữu cũng quay cho anh em xem giá thành nó được cấu tạo từ những cái nào nhá.
Thứ nhất là bên Hữu chỉ có làm ván ép nha mọi người. Và như mọi người biết, ván ép Malaysia nhập khẩu nó có những cái tác dụng. Thứ nhất là nó chống nước, thứ hai nữa là nó chống mối mọt. Nhiều anh khách ở ngoài miền Trung và miền Bắc gọi vào thì sau khi Hữu có tư vấn là phải kiểm tra những cái vỏ loa đấy mà thấp hơn giá ở bên Hữu là ván gì. Thì rất nhiều anh em kiểm tra lại thì ví dụ như là thấp hơn 200-300 nghìn so với cái xưởng của Hữu, nhưng khi kiểm tra lại thì đấy là ván MDF, mà như mình hay gọi là ván Ovan đấy mọi người. Thì bản thân ván Ovan nó sẽ có những cái là khi làm xong là không phải xử lý nha mọi người. Không phải xử lý các cái ba giờ này, không phải mài nhám, ba bước xử lý cơ bản và bốn bước xử lý kỹ như bên Hữu. Thứ hai nữa, giá thành của ván Ovan thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt cái ván Ovan đấy mọi người là nó không có khả năng chống nước cũng như là chống mối mọt nhá. Đấy. Và để cho anh em xem là khi ghép một cái thùng thì nó tốn rất là nhiều công. Ngoài cái vấn đề mà giá thành của vật tư đấy mọi người, thì xử lý tất cả các cái bước trước khi sơn nó chiếm cái giá thành rất là lớn. Mà có xử lý kỹ thì thùng của anh em mới đẹp được và sơn lên mới đẹp được. Thứ hai nữa là tất cả cấu trúc trong cái chỗ lắp mát và cấu trúc tổng thể của một cái loa nó phải hợp lý để có chất âm nó đạt cao nhất. Từ cái lỗ hơi này mọi người, đấy, từ lỗ hơi đến viền bát và cấu trúc, chiều sâu, chiều ngang của những cái thùng này. Là hôm nay Hữu làm một video quay kỹ cho anh em và cho anh em xem. Mặc dù đây là vỏ loa kéo thôi, nhưng mà anh em kỹ thuật bên Hữu là căn ke rất là kỹ, không được sai bản vẽ. Đấy mọi người, các em làm rất là cẩn thận. Đấy, chúng ta có thể xem. Làm vô cùng cẩn thận bởi vì sai bản vẽ là về, thứ nhất là cái kích thước nó sai, thứ hai nữa là cái chất âm của nó có thể là không bằng được nữa. Đây mới là bước ghép thùng đấy mọi người. Sau khi ghép xong này thì chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này là xử lý sơ cái đã. Đấy. Sau đó mình phải đưa ra khu ngoài kia là xử lý kỹ nhá. Khi xử lý sơ thì chúng ta có thể là đưa ngón tay vuốt thế này này, không còn cái dăm và ba giờ đâm vào tay. Và nó phải phẳng thì mài kỹ tất cả những cái này, sau đấy sơn lên thì nó mới, khi sơn khô nó không còn cái viền này nữa đây mọi người. Ván ép Malaysia nhập khẩu chống nước và sơn gai chống xước. Vì thế bên Hữu làm là sẽ có một cái chất lượng theo cái định hướng của bên Hữu. Và anh em khi nhập về thì không lo về nước sơn, không lo về các cái chi tiết không được xử lý mà tạo ra cái tính thẩm mỹ không cao. Nó làm mất đi hình ảnh của một cái vỏ thùng, đặc biệt là cái cấu trúc tất cả các cái khoang hơi, lắp bát chép ở trong này. Đây anh em có thể xem, đây là lắp chén loa CNC rất đẹp và xử lý kỹ luôn, không còn một tí ba dớ nào đấy mọi người. Mà đây là mới là cái bước mà anh em bên kia xử lý ván đấy nhá. Mới chỉ là xử lý ván để ghép đấy, còn tí nữa còn hai bước xử lý nữa, không còn tí ba dớ nào đấy mọi người. Rồi, và Hữu sẽ là đợi anh em làm xong thì quay thêm một đoạn video mà là các cái bước xử lý lót sơn để cho anh em an tâm. Xin nhắc lại là khi chúng ta quan tâm giá thành sản phẩm, đầu tiên chúng ta phải phân biệt được đấy là cái thùng được làm lên từ loại gỗ gì nha mọi người. Đây, gỗ thì Hữu cho luôn, bên Hữu tất cả chỉ làm ván ép nhá, ván ép nhập khẩu, không có làm ván Ovan, không có làm ván mùn cưa ép. Và trong cái ván ép nha mọi người, nó sẽ có hai loại. Một là ván ép Malaysia nhập khẩu nó có màu trắng, và một loại ván nhập khẩu Ấn Độ là vào màu đỏ. Thì giá thành nó đã khác nhau rồi. Đây chính là khu sơn đấy mọi người. Và trước khi sơn, sau khi xử lý qua ngoài kia 7 bước, thì cho dù loa kéo hay là loa cao cấp, loa sự kiện, loa sân khấu, xúc đơn, xúc kép, thì đều phải có những bước xử lý y chang nhau. Là đấy là bao nhiêu lớp lót khô, bao nhiêu lớp lót nước. Rồi sau khi lót xong
thì phải xử lý lót, bắt đầu mới lên sơn nha mọi người. Đấy, các bước rất là kỳ công. Cho nên là vỏ loa kéo bên Hữu cũng là tiến hành các bước sản xuất y chang như sản xuất các cái mẫu súp 60 hoặc 50 này, dòng cao cấp đây mọi người, không có gì khác biệt. Bởi vì quy trình sản xuất của nó chỉ là một thôi. Đấy, là Hữu quay để anh em hiểu. Và đây là khu mà sau khi mà sơn xong thì vào lắp các cái phụ kiện vào. Đấy, thì loa kéo cũng lắp phụ kiện ở đây mọi người, cũng kiểm tra KCS đây bình thường luôn, không có gì khác. Như vậy có thể nói là loa kéo bên Hữu mà sau khi sản xuất thì các bước của nó được làm tuần tự như những dòng sản phẩm cao cấp IP Pro. Đấy, mong anh em hiểu cho Hữu nha. Và an tâm đặt hàng bên Hữu.